chơi không giới hạn người tham gia, cả nam và nữ đều có thể chơi. Người nào quan niệm khi rùa đẻ trứng ấp trứng thì khi đó trời có mưa, khi trời mưa thì muôn vật sẽ trở mình sinh sôi hay nở, con người sẽ bước vào mùa vụ mới. Thông qua hình tượng rùa ấp trứng để nói lên mong muốn của người dân về một năm mới mùa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Là nam hoặc nữ tương ứng với lợn đực hoặc lợn cái. Còn lại một số người sẽ góp thành hình xung quanh và cầm tay nhau để lập chuồng. Và trước mắt quý vị đây là trò rắn bắt ngué. Trò chơi này có một người phụ nữ tượng trưng cho mẹ của đàn ngué. Người mẹ này luôn đứng đầu, đang rộng bàn đôi tay của mình để bảo vệ đàn con. Đàn con lần lượt túm áo và nấp sau lưng mẹ. Theo quan niệm của người Lào, trò chơi này cho thấy một quy luật tự nhiên diễn